Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một con quay. Con quay này của mình sẽ dành cho các bé từ 2 tháng đến 1 tuổi có thể chơi cái sản phẩm này. Và sản phẩm này sẽ có một cái đầu hút gọi là gì nhỉ? Gọi là đầu hút chân không ở đây. Đầu hút chân không ở đây để chúng ta có thể là dán lên tường. Các bạn có thể dán lên những cái bề mặt như tủ, gạch hay là những cái bề mặt màu. Đấy, rất là chắc luôn. Đầu hút chân không này của nó khá là chắc. Chúng ta có thể hút lên những cái tủ, bề mặt mà có bằng kính ấy, hoặc là bằng gạch rất là tốt. Sử dụng cái sản phẩm này khá là chắc chắn để cho các con có thể là vừa nghe phát ra tiếng động, vừa phát ra âm thanh, vừa có thể là nhìn cái chuyển động của cái trò chơi này. Các con mà có mấy tháng tuổi, các bé rất là thích cái sản phẩm này. Và màu sắc của sản phẩm thì khá là bắt mắt và nó không bị chói quá so với các con. Và sản phẩm này đang bán, mình thì bán với cái giá đó là 2 hay 30 nghìn một cái chiếc như thế này ấy. Chúng ta có thể dán lên trên da chúng ta, có dán lên trên trán ấy, rất là chắc chắn. Và để có thể là dán lên trên trán chúng ta để vừa chơi đùa với các con, rất là ok. Trong một cái quả cầu này sẽ gồm có mấy cái hòn bi ở bên trong ấy, mấy cái hòn bi nhựa bên trong để cho cái khi mà cái hình tròn này chuyển động thì nó sẽ có phát ra tiếng ở các dạ âm thanh và tiếng kêu ở trong này, giúp các con có thể là vừa cảm thụ được âm thanh và vừa cảm thụ được cái chuyển động của cái trò chơi. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tập truyện Ngẹ Tết Dài Vô Tận trong quyển truyện Doraemon. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Mấy ngày Tết được thảnh thơi sướng thật. Ê sao mặt cậu bí xị thế? Sắp hết Tết rồi. Sắp hết Tết đến nơi rồi, tớ thấy giàu quá. Hết là sao? Hôm nay mới mùng 3 mà. Thì Tết cũng chỉ có 3 ngày chứ nhiều nhặn gì. Hết ngày hôm nay mình sẽ phải đợi đến cận năm sau. Cứ nghĩ đến đó là tớ buồn nẫu ruột. Tớ lại thấy hay, lâu lâu mới có Tết, càng vui chứ. Còn tớ thích cả năm đều là Tết, hay ít ra cũng kéo dài thêm 3 ngày nữa. Nếu cậu muốn vậy, đây là miếng đề can đồng hồ tăng 3 lần. Dán nó vào ai, thời gian của người đó sẽ trôi nhanh gấp 3 lần bình thường. Cậu có điên không? Thời gian trôi nhanh thì khắc gì mau đến ngày mai. Không phải như vậy, ý tớ là cậu có thể hoạt động nhanh gấp 3 lần bình thường. Như vậy một ngày sẽ dài như 3 ngày, hiểu chưa? Trước hết phải thấm ướt miếng đề can, rồi dán nó lên tay. Sau 3 phút thì gỡ ra. Xong rồi đấy. Ê sao hôm nay cậu nói chuyện lè mè thế? Thế à? Quá nguy hiểm. May mà chiếc ghế bay chậm gì nên tới mới đỡ được. Vì thời gian của cậu nhanh quá nên thời gian xung quanh quá chậm, hiểu chưa? Biết vậy nhưng thế thì sốt ruột lắm. Để bạn không khỏi phải sốt ruột, từ chân này trở đi các câu nói chậm sẽ viết bình thường như được đóng khung dứt đoạn.
coi như cậu còn 3 ngày nữa mới tới ngày mai, tha hồ chơi nhé. Hoan hô, tớ sẽ tha hồ ngủ. Hừ, thời gian của mình thích làm gì đâu liên quan tới nó. Giờ kiếm trò gì chơi đây? Cái gì rủ tớ chơi á? Ừ, chơi cùng bọn tớ cho vui. Mình đâu giỏi trò này. Cậu đi chậm thế này, đánh chúng dễ ợt. Cậu đánh giỏi đấy chứ. Lạ thật, sao bọn mình không tài nào thắng nổi Nobita nhỉ? Ừ, hôm nay cậu ấy nhanh như thế đã biến thành người khác. Ha ha. Chưa bao giờ mình thấy khoái đến thế. Mình đã vận động cả buổi rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn.